Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, Khổng Tử từng nói điều ác, không nghe điều ác, không nhìn điều ác. Người sống ở đời, làm việc gì cũng nên biết dừng đúng chỗ, không nên vượt qua ranh giới giữa thiện và ác. Làm người nên có nguyên tắc, như vậy mọi việc mới suôn sẻ được. Những điều không nên nói thì đừng nói, không nên nghe thì đừng nghe, không nên nhìn thì đừng nhìn. Đây mới là đạo của người quân tử. Giữ vững tâm, quản tốt miệng, không xem thị phi, không nghe thị phi, không truyền thị phi. Sức mạnh của ngôn ngữ là lớn nhất, nó có thể cứu người ta ra khỏi biển lửa, cũng có thể giết người trong vô hình. Và sau đây là ba điều mà một người khôn ngoan có tu dưỡng sẽ không bao giờ nói ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và với bất cứ lý do gì. Mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Trong 66 điều Đức Phật dạy con người thì người luôn răn dạy rất nhiều về lời nói dối. Nói một lời dối gian thì phải bị thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn nói dối người khác được nhưng không nói dối nổi lương tâm mình. Người nói dối sẽ phải tự gánh chịu mọi điều. Lời nói vốn dĩ không mất tiền mua, thế nên con người thường nói một cách vô tội vạ, nói năng không suy nghĩ, để rồi lúc họa ập đến thì mới hối hận. Ví dụ một anh chàng thích trêu đùa người khác, anh hay nói dối kiểu như mình bị xe cháy, mất tiền để mọi người tin và hốt hoảng. Thế rồi có lần nhà anh cháy thật, khi đó chẳng còn ai chịu tin lời anh nữa, cũng không ai muốn giúp anh. Vậy là ngôi nhà bị cháy hoàn toàn chỉ vì anh đã nói dối quá nhiều. Đức Phật dạy rằng người hay nói dối dù chỉ để đùa vui cũng tạo ra nghiệp ác. Họ không có người không tin tưởng, dễ bị xếp vào hàng người lừa lọc, không có đạo đức. Cũng có nhiều người do bản thân khiếp nhược, không bản lĩnh nên bị ai đó ép nói dối. Họ nói không đúng sẽ bị người nói xấu ép khai khống hoặc đổ tại ai đó. Việc làm đó khiến cho những người họ khai mắc họa. Lời nói dối vốn có nhiều loại, xuất phát từ vô số nguyên nhân. Có những lời nói dối là vô tình, bị hoàn cảnh ép buộc. Nhưng nếu biến lời nói dối thành quen thì chính là lỗi của bản thân. Nếu nói dối chỉ để cho vui, lừa gạt khoe khoang, theo thời gian sẽ khiến cho danh tiếng uy tín của bạn ngày càng bị mai một. Hơn nữa, một lời nói dối với mục đích bất lợi hoặc cố ý trục lợi gây tổn thương đến người khác thì đó chính là nghiệp vô cùng dày. Hãy nhớ rằng, lời nói ra có sức nặng ngàn cân, có thể khiến một đời người hạnh phúc nhưng cũng có thể thiêu đốt bình yên của một kiếp nhân sinh thành tro bụi. Họa từ miệng thì nhất định phải tu cái miệng. Nhớ uống lưỡi 7 lần, suy nghĩ cẩn thận trước khi thốt ra. Lời thứ hai, nói hai lời. Người nói hai lời là người sống thiếu chính kiến, thậm chí còn có ý đồ ly gián, gây tranh cãi trong tập thể để ngư ông lợi. Đây là kiểu người vô cùng đáng sợ, trong lòng họ luôn mang tâm ý hại người, tự tạo cho mình những ác nghiệp vô cùng nặng nề. Nên nhớ, những lời xúc phạm xem thường sẽ giúp bạn hả dạ và nhanh chóng quên đi, nhưng chúng sẽ là vết hằn lên tâm hồn đối phương mãi mãi. Vậy nên bạn đừng dại khiến ai đớn đau bằng lời nói, đặc biệt là những người xem trọng bạn. Việc nói hai lời có thể khiến bạn thỏa mãn lúc đó, nhưng bạn không hề biết mình đã mất đi quý nhân, phúc lộc từ đời nào không hay biết. Những kiểu người ngoài mặt hớn hở, bên trong tầm ngầm như vậy đều không xứng đáng để kết giao, chứ đừng nói là trở thành bạn tốt. Bởi lẽ dù bạn có tốt đến đâu, anh ta sẽ không vì bạn mà thay đổi. Giang sơn dễ đổi, bạn tính khó dời. Các cụ nói chọn bạn mà chơi, có thể chọn bạn nghèo bạn xấu, nhưng tuyệt đối đừng chọn bạn tồi. Lời thứ ba, lời bốc phét khoe khoang. Ở đời, người càng hay khoe khoang thì chứng tỏ càng không có gì, bởi những người càng giàu thì họ lại càng kín đáo, sống khép kín khiêm tốn. Họ làm được 10 đồng thì chỉ nói với thiên hạ làm được 6 đồng mà thôi. Vì khoe khoang chẳng mang lại lợi ích gì, còn khiến mọi người xung quanh ganh ghét đố kỵ, rồi tìm cách hãm hại cả. Nói chuyện hống hách, không xem ai ra gì, dễ khiến người khác ghét bỏ. Trong miệng thốt ra những lời to tát nhưng không thể thực hiện được, cuối cùng hoàn toàn mất hết niềm tin từ đối phương. Lời đao to búa lớn hầu hết đều là những câu nói giả dối, không có giá trị. Tất cả chỉ là vì lòng hư vinh phù phiếm với những chuyện nhỏ nhặt. Người thích nói những lời này chắc chắn tự làm hại chính mình, khiến độ tin cậy của bản thân bị tổn thương, bạn bè xa lánh. Làm người hay nói chuyện cũng vậy, đều không nên nói chuyện vượt quá năng lực của bản thân mà phải thận trọng khiêm tốn. Cổ nhân dạy xấu che tốt khoe, người càng thông minh càng phải biết cái gì nên khoe ra, cái gì nên giấu đi, không bao giờ khiến người khác phải khó chịu mệt mỏi bởi những lời khoe mẽ của mình.
vốn dĩ núi cao còn có núi cao hơn, những gì bạn tự hào lại là thứ người khác chẳng hề xem trọng, thậm chí còn dễ đắc tội người khác rước họa về mình. Lời thứ tư, không phàn nàn, nói những điều tiêu cực. Than oán có thể được liệt vào những việc vô dụng nhất trên thế giới này, không có bất kỳ tác dụng nào đối với việc giải quyết vấn đề. Chẳng ai nguyện lòng ngồi nghe bạn than thân trách phận, ngay cả bản thân bạn cũng như vậy. Than ngắn thở dài không giúp tâm tình chúng ta tốt lên, mà chỉ ngày một trầm trọng hơn, khiến bạn rơi vào hố sâu tiêu cực, từ đó khó tìm được cách giải thoát. Người thích than oán cũng đồng nghĩa với việc khả năng chịu đựng áp lực cuộc sống kém hơn người bình thường rất nhiều. Liên tục than oán dễ khiến bạn phụ thuộc vào những nguyên nhân không khách quan, trở thành kẻ yếu đuối không biết tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh. Nghiêm trọng hơn, nếu than oán trở thành thói quen thì cuộc sống khó lòng tìm thấy hạnh phúc, mất bạn mất bè, cuối cùng nảy sinh những tư tưởng cực đoan nghiêm trọng hơn. Vì nên hãy ngừng việc than thân trách phận lại, cố gắng tìm kiếm nguyên nhân thất bại để sửa chữa, học cách tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống. Cuộc sống là phải có ý nghĩa, hãy sống sao khi bạn ngoảnh đầu lại, sẽ không cảm thấy hối hận với những gì đã trải qua. Lời thứ năm, lời tức giận. Đời người do hỉ nộ ái ố tạo thành, phẫn nộ không phải khuyết điểm mà là thường thái. Nhưng biểu đạt sự phẫn nộ ấy, sai lầm chính là khuyết điểm của một người. Rất nhiều người khi tức giận sẽ nói ra những lời không hay, làm tổn thương tới người khác. Lời nói chẳng mất tiền mua, vì nó miễn phí nên nhiều người dùng nó bừa bãi, dùng nó làm tổn thương người khác rồi bào chữa lại bằng một câu: vì giận quá mất khôn. Có rất nhiều cách để giải quyết sự tức giận. Thay vì buông một tràng những lời không hay vào mặt người khác, cố gắng giữ bình tĩnh khi tức giận. Hoặc lựa chọn một phương pháp giải tỏa lành mạnh hơn, đừng tạo ra những vết sẹo khó lành trong trái tim người khác. Lời thứ sáu, lời thừa thải. Chẳng ai thích mấy người suốt ngày chỉ biết buôn dưa lê bán dưa chuột cả. Nhưng trong cuộc sống lại luôn có những người thích bàn tán thị phi. Nhà hàng xóm xảy ra chuyện gì, đồng nghiệp ở công ty ở nhà ra sao, chẳng có gì qua mắt được khỏa nhãn kim tinh của họ. Những người chuyên đi tán dóc thị phi như vậy thường là những người vô tri. Những lời họ nói một nửa gần với thực tế, một nửa là do trí tưởng tượng phong phú của mình. Phàm là chuyện gì nghe được một chút rồi lại thành ông nói gà bà nói vịt, chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, những chuyện to này phần lớn đều theo hướng tiêu cực. Đây chính là khi tâm lý đố kỵ đang tác quài tác quái. Có câu ăn uống có thể linh tinh nhưng tuyệt đối đừng nói bừa. Ăn uống linh tinh có thể bị đau bụng, nhưng lời nói sai lạc lại có thể hủy hoại cả một đời người. Kẻ trí luôn nói không với lời đồn, người thông minh chẳng tin điều nhảm nhí. Kẻ khôn ngoan biết lựa lời mà nói có sự xác thực, vừa là bảo vệ người khác, vừa là bảo vệ chính bản thân. Và cuối cùng, lời sĩ diện. Có một câu chuyện cười như sau. Ngày xưa có một hộ gia đình vô cùng nghèo, nhưng họ không muốn người khác biết mình nghèo. Vì vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, đã tẩy não chúng, nói rằng gia đình mình rất giàu có, nhưng điều kiện cuộc sống lại sờ sờ ra đấy, đứa nhỏ cũng không biết phải mở miệng ra sao. Nhưng người cha lại luôn dặn con rằng, bất cứ là khi nào cũng phải nói trơm rạ như chăn lụa, nước nhạt như trà thơm. Cứ như vậy, đứa trẻ nói y lời cha dạy không sai tí nào. Người khác cũng luôn cho rằng gia đình họ rất giàu có. Một hôm có khách tới chơi nhà, người cha bảo con trai bưng trà thơm lên mời khách. Kết quả con trai bưng lên một chén nước trắng, người cha vội vàng giải thích. Con trẻ chưa hiểu chuyện, người khách cũng cho rằng cậu bé nghịch ngợm. Kết quả cậu con trai bưng trà thơm lên xong, nhưng không rời đi ngay mà còn tỏ ý muốn đứng lại gần nói nhỏ vào tai người cha điều gì đó. Người cha lúc này giận dữ nói, có chuyện gì thì cứ nói ra, nhà có khách sao mà con không hiểu phép tắc gì thế. Không ngờ đứa con lên tiếng nói, cha, trên râu cha có chăn lụa kìa. Người cha đưa tay sờ lên râu thì thấy một cọng rơm ở trên râu của mình. Người khách rất nhanh hiểu ra được vấn đề, sau khi ra về một cách gượng gạo. Kể từ đó về sau không còn tin tưởng người bạn của mình nữa. Ai cũng có chút máu sĩ diện trong người cả, vốn dĩ sĩ diện cũng không phải là chuyện xấu gì, nhưng nếu vì sĩ diện mà nó quanh co thì cũng không phải điều tốt đẹp. Quý vị thân mến, đừng bao giờ cho rằng nói chuyện là một chuyện đơn giản. Trong tất cả các hành vi của con người, nói chuyện là hành vi cần tới trình độ nhất. Người có trình độ nói ra cả một cuộc đời tươi đẹp. Người không có trình độ thường nào họa từ miệng mà ra. Đây chính là lý do vì sao mà người xưa luôn nhấn mạnh im lặng là vàng. Nói mà không nói ra được những điều hay lẽ phải, vậy thì tốt nhất đừng nói ra thì hơn. Làm người cần phải hiểu rằng những lời bạn nói ra sẽ có giá trị hơn sự im lặng. Nếu không thể làm được lời nói thắng sự im lặng, vậy thì tốt nhất đừng nên nói gì quý vị nhé.
Quý vị thân mến, chúng ta luôn nghĩ phong thủy quyết định may mắn và vận mệnh của một người. Nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền để bản thân có được phong thủy tốt. Thực ra chúng ta chẳng cần phải đi tìm phong thủy ở đâu xa. Phong thủy của mỗi người bắt đầu từ chính miệng của mình. Làm thế nào để tu dưỡng bản thân, quản tốt cái miệng của mình? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe. Thứ nhất, người thích bàn thị phi nhất định là người thị phi. Những người thích soi mói, tám chuyện thị phi nhà người khác, bản thân người đó cũng nhất định là người không tốt lành gì. Tô Thức từng chịu rất nhiều thiệt thòi chỉ vì Thẩm Quát nói xấu sau lưng mình. Khi Tô Thức đến Hàng Châu, Thẩm Quát đến thăm ông, sau khi ôm lại chuyện cũ xong, ông ta đã sao chép hết tác phẩm mới của Thẩm Quát. Nhưng khi về thủ đô, Thẩm Quát đã ngay lập tức bình luận xấu lên bài thơ. Ông ta bóp méo sự thật nói rằng những câu thơ này của Tô Thức có ý đồ khó lường, châm biếm hoàng đế. Chẳng bao lâu sau, Tô Thức bị bỏ tù vì tội đùa giỡn triều đình, còn suýt chết. Vụ án này rất nổi tiếng trong lịch sử, khiến 30 người thân bạn bè của Tô Thức đều bị liên lụy. Người thị phi thường thích dùng lời nói mê hoặc để đổi trắng thay đen, khiến người khác tranh chấp, kích động và tạo ra cho họ những rắc rối không mong muốn. Nói người sai làm tổn thương người khác trong khi bản thân mới là người sai, đây không phải là trí mà là sự ngu dốt. Ở đời, lời tốt mới nên nói nhiều, lời thị phi đừng đề cập đến. Người có giáo dục sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Thứ hai, không xem thường bất cứ ai. Một người chỉ có thể có được sự tôn trọng của người khác khi anh ta đối xử chân thành với mọi người, không coi thường họ, không dùng khuyết điểm của họ để đề cao chính mình hay làm trò cười cho người khác. Thời Hán Cảnh Đế, có một tể tướng tên là Điền Phẫn không có thực tài. Một vị tướng quân tên Hoáng Phu mới nói với ông ta: "Điền Phẫn, ngươi là cái thá gì, từ trước đến giờ đều nhờ nịnh hót, có gì đáng khoe khoang đâu." Điền Phẫn nghe xong thì tức giận vô cùng, xông lên chém Hoáng Phu. Sau đó Điền Phẫn mới nói với người bạn Từ Xung rằng bản thân bị người khác xem thường. Sau khi nghe xong, Từ Xung khuyên chỉ cần anh thật sự có tài, năng lực đủ tốt thì cần gì phải sợ người khác nói xấu mình. Điền Phẫn nghe xong liền mỉm cười, hiểu ra bản thân không nên tức giận làm gì nữa. Người thật sự thông minh luôn hiểu rõ lời nào nên nói, lời nào nên giữ trong lòng. Đời người không có chữ thập toàn thập mỹ, khi giao tiếp với người khác nhất định không thể tránh khỏi thị phi. Vậy giải pháp tốt nhất chính là lựa chọn im lặng, nhìn thấu mà không nói, không màng thị phi, không coi khinh người khác. Thứ ba, muốn luận về người, trước hãy luận mình. Nếu bạn muốn lôi điểm tốt hay điểm xấu của người khác ra bàn, trước tiên hãy tự ngẫm lại chính mình. Muốn hiểu người khác cần hiểu rõ chính mình trước. Kiến thức của con người cũng giống như một vòng tròn. Bên trong vòng tròn là những kiến thức đã hiểu, còn bên ngoài vòng tròn là những kiến thức chưa biết. Khi kiến thức của bạn tăng lên, vòng kết nối cũng ngày càng lớn hơn. Đồng thời ranh giới tiếp xúc giữa cái biết và cái chưa biết cũng ngày một lớn. Sẽ có càng nhiều kiến thức bạn chưa biết được tìm thấy. Nếu bạn cảm thấy người khác không biết nhiều như bạn, vậy đó chỉ vì bạn biết quá ít về chính mình. Núi cao còn có núi cao hơn, không ai là người giỏi nhất được. Điều quan trọng mà mọi người cần nên biết chính là tự giác đánh giá rõ con người mình. Nếu bạn không hoàn hảo, làm sao có thể yêu cầu người khác hoàn hảo? Chỉ khi bạn tự mình đánh giá rõ bản thân, dám can đảm đối mặt với khuyết điểm của mình, không kiêu ngạo hay tự mãn, bạn mới có thể cải thiện bản thân ở mức lớn nhất. Không muốn chấp nhận những thứ nằm ngoài phạm vi hiểu biết sẽ chỉ khiến bản thân thu hẹp tri thức và mất dần cơ hội để nâng cao liên tục. Những ai biết tránh xa thị phi mới là người có trí tuệ nhất đời này. Cuối cùng mong bạn hãy nhớ rằng, vận mệnh của bạn bắt đầu từ chính miệng của bạn. Bạn muốn thay đổi số phận thì hãy bắt đầu từ việc thay đổi lối giao tiếp của bản thân. Đa phần chúng ta bị mắc tội khẩu nghiệp. Nghiệp ác là khi ta nói lời làm tổn thương chúng sinh hay kể những câu chuyện đi ngược với sự thật. Nghiệp thiện là khi ta biết nói lời hay mà không sáo rỗng, kể những câu chuyện ấm áp, sưởi ấm trái tim con người. Bước chân đi nhầm có thể đi lại, nhưng lời đã nói ra không bao giờ có thể rút lại được. Trước khi nói hãy uốn lưỡi 7 lần, chỉ cần bạn làm được như vậy, tức khắc bạn sẽ có phong thủy tốt cho cuộc đời của mình. Con người mất vài năm để học nói nhưng mất cả đời để im lặng. Lỗ Tấn từng viết: "Khi im lặng tôi cảm thấy lòng mình thật phong phú, nhưng khi nói tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng." Nói vốn rất dễ, nhưng nói thế nào cho phải, cho hay thì đây là một câu hỏi hút búa. Im lặng sẽ mang một khoảng lặng quý báu để chúng ta bình tâm phân tích vấn đề. Khi đã thấu hiểu câu chuyện rồi, bạn mới có thể cảm thông và bao dung cho người ta. Nếu ai cũng bớt nói đi một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, thế giới này sẽ bớt đi những nỗi buồn và thêm vào đó những niềm vui.
Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sơ Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.